Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh của người nông dân vui vẻ. Kính thưa quý vị, như vậy là ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta cùng với đoàn tu hành thì sáng hôm nay tiếp tục hướng về huyện Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi bước qua thành phố Huế. Kính thưa quý vị, chặng đường của ngài Thích Minh Tuệ thật là gian nan. Chúng ta đã thấy ngài đi qua các cái địa dân từ Quảng Bình, Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế. Đi qua Quảng Bình, người đã bước tới đèo ngang. Vâng, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trên đá lá trên hoa, lom khom dưới núi tiểu vải chú, lác đác đến sông chở mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mọi miệng cái ra ra. Nhìn chân ghé lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Vâng, những người con của Quảng Bình thân thương, xin cảm ơn bà huyện Thân Quang. Bà huyện Thân Quang đã sáng tác một cái bài thơ qua đèo ngang, hết sức là tuyệt vời. Rời đèo ngang thì ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành đã đi qua địa phận của các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và cuối cùng là huyện Lệ Thủy để chào tạm biệt mảnh đất Quảng Bình. Tiến về với phần đất Quảng Trị vì tuyến 17 ngày và đêm hết sức gian nan. Đến Gio Linh, Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng để tạm biệt mảnh đất Quảng Trị thân thương đầy nắng và gió với những cái sự vất vả khổ đau vẫn đang còn đó rất nhiều. Ngài Thích Minh Tuệ đã đến với mảnh đất Huế thân thương tại Phong Điền Quảng Điền, thành phố Huế. Và sáng ngày hôm nay thì ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành sẽ đi vào địa phận của huyện Phú Vang. Kính thưa quý vị, thì sau những cái ngày tháng tu hành thì chúng ta cũng thấy rằng là có một vị sư, thì đó là sư Thích Minh Thiện, thì đã bị tử vong do sốc nhiệt khi đi qua đoạn đường của huyện thị trấn Ái Nghĩa, huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị. Vâng, đây là một cái mất mát hết sức là lớn.